Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay trung tâm của thủ đô Berlin, và phía sau lưng tôi là tòa đại sứ Mỹ tại Đức. Và hiện nay liên quan đến Mỹ, đến Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta thấy Trung Quốc liên tục có những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Đó là việc bãi Tư Chính, hải quân quyết ra đòn, Lăng Ba Đình chúa đảng lo đại cục. Và khu vực bãi Tư Chính trong thời gian qua rất căng thẳng, và ngay cả ngày hôm nay thời điểm này cũng rất căng thẳng. Các bạn thấy đây là hình ảnh chia sẻ của ông Phó Giáo sư Mathison, giảng dạy tại trường hải quân của Mỹ. Và hình ảnh mới nhất cho chúng ta thấy rằng là tàu chiến Quang Trung đã tiếp cận khu vực bãi Tư Chính và lao thẳng vào tàu hải Dương 8 của Trung Quốc để cản phá hành động thăm dò trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và các bạn hãy xem những hình ảnh này ngay trên tweet của ông Phó Giáo sư, chia sẻ thường xuyên, cập nhật thường xuyên những hình ảnh nóng nhất ở Biển Đông và chúng ta có thể tham khảo. Và những cái địa điểm mà hai tàu giao nhau, đó là những điểm màu đỏ mà ông đã đánh dấu rất kỹ ở đây. Và các bạn thấy hình ảnh, đây là hình ảnh của tàu Quang Trung, là tàu chiến rất hiện đại của Hải quân Việt Nam, được mua của Nga. Tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Leopard 3.9, được biên chế ở Lữ đoàn 162, đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. Và đây là hình ảnh chiếc tàu này, và hiện nay nó đang hoạt động ở ngay khu vực bãi Tư Chính, nơi có cái Trung Quốc đã đưa tàu và nhiều cái tàu hộ tống khác để tham gia vào việc thăm dò cái vùng địa chất của Việt Nam, vùng biển này. Và một hình ảnh do ông Phó Giáo sư Mathison chia sẻ thêm nữa, là các bạn có thể thấy rất rõ, đây là hình ảnh của chiếc tàu Trường Sa. Và bên cạnh đó các bạn thấy chiếc tàu Quang Trung cũng được thể hiện rất rõ ở đây. Và chúng tôi sẽ ngay sau video này sẽ chia sẻ những hình ảnh của tweet do ông Phó Giáo sư Mathison đưa ra trong thời gian qua để các bạn trực tiếp tham khảo. Và những thông tin như vậy các bạn chắc chắn rằng sẽ không tìm thấy ở trong báo ở trong nước, vì dường như chính phủ Việt Nam vẫn muốn giấu giếm người dân Việt Nam về những hình ảnh mà rất nguy hiểm đang diễn ra ngoài Biển Đông như thế này. Và để xem những cái lộ trình trước đó của tàu Việt Nam thì các bạn có thể tham khảo ở ngay trên tweet của ông Phó Giáo sư Mathison. Đó là ông cho nói rằng là ngày 15 tháng 8 tàu chiến Việt Nam Leopard 016 Quang Trung đã được lệnh rời quân cảng Cam Ranh lao ra cản tàu Trung Quốc. Và đây là cái hải trình của chiếc tàu Quang Trung của Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 đã rời cảng Cam Ranh và nó đi thẳng ra ngoài biển Đông, nơi có một đội tàu của Trung Quốc đang quần đảo với những tàu hải cảnh và tàu cảnh sát biển của Việt Nam ở đó. Và nếu chúng ta để ý thêm nữa thì chúng ta sẽ thấy là những chiếc tàu, sau khi chiếc tàu Quang Trung lao ra thì cắt ngang những cái đường đi của tàu Hải Dương 8, và sau đó là những cái việc thăm dò của tàu này không thể tự do như thời gian vừa qua. Những cái hình màu đỏ các bạn thấy đấy là điểm các tàu va chạm với nhau là rất rõ ràng. Và đây là hình ảnh vệ tinh đã thu lại được, và ông Phó Giáo sư Mathison dạy ở trường Đại học Hàng hải Hải quân Mỹ đã chia sẻ và các bạn có thể tham khảo. Và Việt Nam, sau khi các bạn đã biết trong thời gian vừa qua liên tục đưa ra những công hàm phản đối và có những qua những cái mối quan hệ khác, thì yêu cầu Trung Quốc rút hết tàu Trung Quốc ra khỏi vùng chủ quyền của Việt Nam, đó là vùng bãi Tư Chính. Nhưng Trung Quốc dường như không hề đếm xỉa đến tất cả những công hàm, đến những cái quan hệ và đến những cái thông tin mà phía Việt Nam đưa ra. Cũng như trước đó thì các bạn cũng đã biết ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc, đặc biệt là với Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Quốc. Và nhưng những cái quan hệ đó, những cái thân thiện đó không hề giúp việc là Trung Quốc rút lại đội tàu đang tiếp tục thăm dò ở vùng biển Việt Nam, mà Trung Quốc cũng bỏ qua luôn tất cả những cái quan hệ này của ông Nguyễn Phú Trọng, và họ tiếp tục làm cái điều mà họ muốn làm, đấy là việc tiếp tục đưa ra những cái tàu khác để tiếp tục hộ tống những cái hoạt động và thăm dò ngay trên vùng biển của Việt Nam. Và quân đội Việt Nam thì dường như đã hết kiên nhẫn với cả những cái việc đó, và chính vì vậy mà đã điều cái chiến hạm Quang Trung ra để cản và hút cái tàu, những cái tàu Trung Quốc ở ngoài vùng biển đó. Tuy nhiên những hình ảnh đó các bạn không thể thấy được ở trong các báo trong nước, bởi vì dường như là báo trong nước đang vẫn tiếp tục giấu giếm người dân Việt Nam về vấn đề này. Và tại Bộ Quốc phòng Việt Nam thì trong những ngày qua thì đã họp rất nhiều. Đây là hình ảnh các bạn thấy cái sơ đồ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, và đặc biệt
ở cái quân chủng hải quân ấy, và các lữ đoàn, các vùng hải quân và đã được cảnh báo và được chuẩn bị về cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền thì phải đối xử như thế nào. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ngay ở trên trang của chúng tôi. Sau cái video clip này là cái tổ chức của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ Bộ Quốc phòng và cũng như là những cái binh chủng, quân chủng và đặc biệt là quân chủng hải quân trong thời gian vừa qua đã họp hành liên tục. Và dường như ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua đã bắt buộc phải đồng ý cái phương án là quyết định là gặp gấp hai cái đại tướng của Mỹ để mời hai ông này vào Việt Nam để không những họp gặp để bàn thảo công việc mà còn tổ chức họp báo chí rất lâu và cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết mà báo chí yêu cầu. Đây là điều rất đặc biệt từ trước đến nay chưa từng có, và các bạn có thể tham khảo những hình ảnh này rất rõ ràng ở trong những báo chí trong nước và nước ngoài. Và ông đại tướng David Hofheim và tham mưu trưởng không quân Mỹ và đại tướng Charles Brown, tư lệnh không quân Mỹ tại vùng Thái Bình Dương có cuộc gặp gỡ báo chí để nói về chuyến thăm Việt Nam. Và một lúc mà hai đại tướng của Mỹ đến về cái vụ việc này, và ngoài thì không phải là cái việc bình thường và không phải vấn đề đã tự nhiên diễn ra, mặc dù các ông đều nói rằng là những cái chuyến đi này đều được chuẩn bị trước một năm, nhưng mà cái thời điểm mà hai ông đã quyết định được gặp phía Bộ Quốc phòng Việt Nam thì đấy là rất quan trọng và rất quyết định, mà không thể ngẫu nhiên mà nó rơi đúng một cái lúc khi Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mà cái việc này là rõ ràng là đã được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, và trên nữa là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt buộc phải đồng ý để cho phía Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp xúc với phía Mỹ và đưa ra những cái phương án để bảo vệ Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong cái việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Đây là hình ảnh đại tướng Charles Brown, tư lệnh không quân Mỹ tại vùng khu vực Thái Bình Dương cũng trả lời báo chí, và ông đã nói rất rõ về cái quan điểm của chính phủ Mỹ, về quan điểm của Tổng thống Trump và cũng như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ về việc là phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và họ tôn trọng những quyết định mà Việt Nam sẽ làm, và họ hỗ trợ và họ sẽ theo dõi tất cả những hoạt động của Trung Quốc trong cái thời gian tới đây cũng như thời gian qua. Đấy, và các bạn thấy với sự xuất hiện của những cái người tướng, đại tướng của Mỹ ngay trong tại thủ đô Hà Nội ở cái thời điểm này là rất quan trọng, bởi vì chúng ta đã không thấy sự xuất hiện của những cái tướng lĩnh tương tự như vậy của Cuba, của Nga, của Lào hay của Campuchia hay của Bắc Triều Tiên, mà chỉ có của Mỹ mà thôi. Cái điều đấy nói lên điều gì? Nói lên rằng là Việt Nam đã bắt đầu và chắc chắn là phải theo cái quan điểm và theo cái đường lối cũng như là cái ủng hộ của phương Tây, đấy là Mỹ, đứng đầu là Mỹ và các nước châu Âu. Vì đến lúc này, cho đến thời điểm này, tất cả những nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng không hề lên tiếng để bênh vực Việt Nam cũng như ủng hộ Việt Nam trong cái việc mà đấu tranh đối với Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Thì đây là cái điều mà cái bằng chứng, cái minh chứng rất rõ ràng về cái việc những cái người nào khi mà gặp hoạn nạn thì mới biết ai là bạn và ai là không phải là những người như vậy. Và Việt Nam dường như đã nhận ra điều đó, cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt buộc đã phải đồng ý để cho quân đội gặp gỡ và trao đổi với đối tác Mỹ để chuẩn bị những cái phương án rất cụ thể, rất chi tiết để bảo vệ chủ quyền Việt Nam khi Trung Quốc tiến thêm một bước nữa, có thể đưa tàu chiến vào và nghênh chiến với tàu của Việt Nam, thì đến lúc đó chắc chắn là sẽ có những phương án phù hợp nhất để tiếp tục phản đối Trung Quốc và cũng như yêu cầu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải của Việt Nam. Ngoài ra, phía Việt Nam cũng đang chuẩn bị cái phương án tiếp theo là hồ sơ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như trường hợp của Philippines đã từng làm ở thời gian trước đây. Các bạn thấy Philippines đã thắng kiện Trung Quốc tại tòa án trọng tài thường trực quốc tế La Hay về những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh của cái điều trần tại phiên tòa đó. Và sau đó các bạn Philippines đã chiến thắng. Vậy Việt Nam sẽ chuẩn bị cái phương án để kiện Trung Quốc. Và đây là cái biện pháp hòa bình và tránh đổ máu cho hàng nghìn, hàng trăm nghìn người Việt Nam có thể sẽ gặp phải cái sự hy sinh mất mát đó nếu Việt Nam đưa Trung Quốc ra kiện trước tòa án quốc tế như Philippines. Vì Việt Nam khi đã có những cơ sở để khẳng định chủ quyền của mình, có sự ủng hộ của Mỹ, của quốc tế, của châu Âu và của nhiều nước khác, thì cái điều kiện và cái khả năng thắng kiện của Việt Nam là rất lớn. Và ngoài ra có một phương án cũng tiếp theo cũng đang được cân nhắc là ủng hộ cái dự luật trừng phạt của Hoa Kỳ được áp dụng trên Biển Đông.
Thì cái dự luật này tại Mỹ này do giáo sư Nguyễn Văn Canh cùng cộng sự dưới sự bảo trợ. Đây các bạn xem hình ảnh của giáo sư Nguyễn Văn Canh, là cái người ở bên giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh bên trái và học giả Đỗ Tường Minh thông minh trong cuộc hội thảo luận là Hoàng Sa Trường Sa có vai trò gì ở Biển Đông. Và chính ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh này đã hiện nay đang đưa ra một cái dự luật để trình lên phía Mỹ, là để dự luật này rất quan trọng, là Thượng viện của Mỹ sẽ xem xét cái dự luật này bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên thì cái khó khăn với cái dự luật này cũng gặp phải từ phía Việt Nam, nếu phía chính quyền tại Hà Nội ủng hộ về cái việc mà ủng hộ để thông qua cái dự luật này ở Mỹ. Vì thực ra thì những cái người như giáo sư Nguyễn Văn Canh là cái người mà trí thức đi từ thời trước, và ông đã từng phục vụ tại thời Việt Nam Cộng Hòa, và bây giờ ông đang vận động cho cái dự luật này. Nhưng nếu dự luật này được thông qua thì cũng sẽ rất có lợi cho Việt Nam ở chỗ những cái người cá nhân, những cái tổ chức mà tham gia vào cái việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam sẽ bị trừng phạt. Đó là việc như những cái dự luật khác, và những cái người đó khi sang Mỹ thì có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hoặc không được nhập cảnh, hoặc là những tài sản của họ sẽ bị đóng băng, và các nước khi quan hệ với những người này, những tổ chức này, những cái nhóm này thì chắc chắn là sẽ gặp sức ép rất lớn từ chính phủ Mỹ và nhiều nước khác nữa. Và dường như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có quá chán ngán và mệt mỏi với việc tình hình Biển Đông đã diễn ra, và cũng có thể là ông có phải có cái quyết định để thay đổi Việt Nam trong tình hình mới và bắt buộc phải đi theo con đường dân chủ và tự do, đi với Mỹ và hợp tác với Mỹ cũng như với châu Âu. Vì vậy mà ông cũng có nhiều suy nghĩ, và hôm nay chúng ta chứng kiến ngày 19 tháng 8 ông đã tới phủ chủ tịch nước, ở đó ông thắp hương ở trong bàn thờ của cụ Hồ, và cũng ông có vẻ khuôn mặt rất buồn, nhưng đi bên cạnh ông thì không hề có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi vì thường Tổng Bí thư sẽ là cái người thắp hương, nhưng bây giờ đã vắng mặt, và có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc có vai trò khá lớn trong thời gian tới đối với Trung Quốc, vì dù sao ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người đã quá nhiều tuổi, ông không thể xuất hiện thường xuyên được, và bây giờ 75 tuổi, và bây giờ sau cái đột quỵ lần thứ nhất, và bây giờ ông cũng không thể kham nổi công việc và thỉnh thoảng mới xuất hiện, thì ông Nguyễn Xuân Phúc phải là cái người gánh vác cái điều này. Và các bạn cũng đã thấy những hình ảnh vừa qua, khi mà chính phủ Việt Nam đồng ý hợp tác với phía Mỹ và người đứng đầu chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc, thì Việt Nam chắc chắn sẽ phải hướng theo con đường đổi mới, tiếp tục dân chủ hơn, tự do hơn, và để hội nhập với quốc tế thì luật pháp Việt Nam cũng phải thay đổi, và cái tự do báo chí, tự do biểu đạt cũng phải được tôn trọng. Đấy là điều mà người dân Việt Nam cần được hưởng, và cần được biết tất cả những thông tin đã diễn ra và sẽ diễn ra, và những cái đường lối của Việt Nam trong tình hình mới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 8 2019 ngay tại Berlin. Và các bạn hãy để lại những bình luận sau video này để chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, đặc biệt là thông tin về Biển Đông và tình hình ở bãi Tư Chính, thì chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn ngay lập tức khi có những diễn biến mới. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.